thời phải mặc quần chồng sâu cam. Ngày xưa chỉ có đàn ông là mặc quần, phụ nữ là mặc váy, nhưng ông thay đổi, ông cho mặc váy. Thì người đàn bà họ không có quần, không có quần để đi ra đường, cho nên họ làm cái bài vè để chiếu dịu. Tức là Khmer đem quân đánh chiếm lấy đất của Chiêm Thành. Dưới thời của ông, đất đai miền thủy thổ mở ra rộng lớn quá. Ông thấy cái tên Việt Nam do vua Gia Lâm để lại không còn phù hợp nữa, cho nên bèn đổi tên ra nước là tên Đại Nam. Tên này được giữ đến năm 1945 mới trở lại là Việt Nam. Thì ông vua này á, thì khi mà còn sống á, thì ông đã cho người, sau khi mà ổn định đất nước 14 năm sau mới ông mới chuẩn y việc xây lăng. Thì lúc đó ông bắt đầu ông xây lăng được một tháng thì ông cho tạm dừng, sau đó xây được 9 tháng thì ông đã băng hà. Con trai là vua Thiệu Trị sau khi lo ma chay cho vua cha xong thì bèn kêu gọi binh sĩ tiếp tục xây lăng. Lăng mới được xây dựng một thời gian ngắn thì ở trên này xảy ra một cái dịch là dịch kiết lỵ. Tại vì ở một cái vùng rừng sâu núi thẳm như thế này, Sư Lam chiến khí, mấy bạn dân binh cùng lên đây làm việc, cho nên xảy ra dịch kiết lỵ. Thì ông cho thái y viện, tức là bác sĩ trong cung lên đây dập tắt hoàn thành. Thì ông vua này là ông vua văn võ song toàn nhất trong tất cả các ông vua Trường Nguyễn, và ông có nhiều vợ nhất. Ông có hơn 500 cung tần mỹ nữ. Minh Mạng tên quý là Nguyễn Phúc Đảm, sinh ngày 23 tháng Giêng năm Kỷ Dậu năm 1989, là con thứ của Gia Long. Tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1820, Thái tử Đảm lên ngôi vua, niên hiệu là Minh Mạng. Lăng Minh Mạng còn gọi là Hiếu Lăng, do vua Thiệu Trị cho xây dựng nằm trên núi Cẩm Khê gần ngã ba Bằng Lãng, là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương, cách cố đô Huế 12 km. Lăng Minh Mạng được xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843 thì hoàn thành, huy động tới 10.000 thợ và lính. Vị trí Lăng Minh Mạng thuộc địa phận núi Cẩm Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, gần ngã ba Bằng Lãng, nơi hợp lưu nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch tạo thành sông Hương chảy qua thành phố Huế. Lăng cách thành phố Huế 12 km. Đặc điểm Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc quy mô gồm khoảng 40 công trình lớn nhỏ. Lăng Minh Mạng toát lên vẻ đường bệ uy nghiêm nhưng rất hài hòa giữa các công trình kiến trúc và thiên nhiên. Về đối ngoại, Minh Mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh nhưng lại lạnh nhạt và nghi kỵ đối với các nước phương Tây, do vậy đã tìm hãm sự phát triển của đất nước. Minh Mạng có rất nhiều vợ nên đã có 78 hoàng tử và 64 công chúa, tổng cộng 142 người con. Tháng 12 năm 1840, Minh Mạng ốm nặng rồi mất, vị trì được 20 năm, thọ 50 tuổi.